chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 3 năm 2020. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Văn phòng Quốc hội vừa cho biết tại phiên khai mạc phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai 23 tháng 3 sẽ nghe Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau đó, theo nghị định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật đầu tư, luật doanh nghiệp sửa đổi. Chiều cùng ngày, cơ quan thường trực của Quốc hội cho ý kiến lần hai về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng. Sau 3 tháng đưa vào vận hành cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống đã kết nối tích hợp chia sẻ dữ liệu với 14 bộ và 63 địa phương, cung cấp 161 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở nhiều lĩnh vực. Tại hội nghị trực tuyến sơ kết 3 tháng vận hành cổng dịch vụ công quốc gia diễn ra mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng không tiếp xúc với tiền bạc, giấy tờ, không gặp mặt trực tiếp là góp phần phòng chống dịch bệnh. Không chỉ dừng lại ở kết quả làm được những dịch vụ được công bố mà phải thực sự cải tiến đổi mới cái này, tiếp tục dành đến để chất lượng tốt hơn. Mà nhân dịp này thì trong lúc này khó khăn này của xã hội, của do dịch bệnh, thì cái tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp rất quan trọng. Thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ sớm triển khai sớm hệ thống giám sát về chính phủ điện tử để thu thập, đo lường mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở các bộ, ngành, địa phương. Từ đó có giải pháp thay đổi phù hợp hướng tới phục vụ người dân doanh nghiệp thuận lợi nhất. Đến tối 21 tháng 3, Việt Nam ghi nhận 94 trường hợp mắc COVID-19, 2 ca mới thứ 93 và 94 ở Hà Nội và Bắc Giang, bay cùng chuyến bay với nhau về Nội Bài. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 94 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 17 ca điều trị khỏi. Các ca đang điều trị đa số có sức khỏe ổn định, 2 ca nặng đang được tích cực điều trị. Từ 0 giờ rạng sáng nay 22 tháng 3, Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, trừ trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt. Bộ Ngoại giao đã thông báo quyết định này tới các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài nhằm đảm bảo công dân các nước chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch của Việt Nam. Thưa quý vị, đoàn do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố về phòng chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác ứng phó phòng chống dịch trên địa bàn quận 11 và quận 8. Đến thời điểm này, bệnh viện quận 11 là nơi thăm khám cho khoảng 1.800 lượt bệnh nhân mỗi ngày. Bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng 10 giường cách ly là luôn luôn để trống, để sẵn sàng tiếp nhận bệnh. Bệnh viện cũng có cái phương án nếu khi mà dịch lan rộng, số lượng ca nhiều thì bệnh viện sẽ lấy nguyên một cái tầng lầu để làm cái khu cách ly, thì lúc đó cái số giường tối thiểu là sẽ là 20 giường. Thì lực lượng bác sĩ với điều dưỡng thì bệnh viện đã tổ chức tập huấn nhiều lần rồi. Hiện quận 11 chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19, nhưng không vì thế mà quận chủ quan trong công tác phòng chống dịch. Đối với những cái khu dân cư đồng bào Hoa Đông thì chúng tôi thực hiện cái việc ghi âm bằng những tiếng Quảng, tiếng phổ thông để tuyên truyền trong cộng đồng khu dân cư và các cái khu vực công cộng. Thì bên cạnh cái việc công tác tuyên truyền thì chúng tôi cũng đã chủ động trong cái việc thực hiện năm tại chỗ, trong đó là hình thành cái khu cách ly tập trung của quận tại khu cao ốc của quận 11. Với số tầng là 9 tầng, với tổng số giường bệnh lên đến gần 190 giường. Làm việc tại quận 11, sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong đề nghị Ủy ban Nhân dân quận nâng cao công tác phòng chống dịch, không chủ quan lơ là vì sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến người dân, thực hiện hiệu quả lực lượng tại chỗ, nắm tình hình sức khỏe người dân trên địa bàn khu phố, nhất là người cao tuổi. Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 8 Trần Quang Thảo cho biết, trên địa bàn có 2 trường hợp dương tính, 23 ca nghi nhiễm, đang giám sát 913 người cách ly tại nhà. Quận 8 đã khoanh vùng cách ly, kiểm tra dịch tễ học,
phối hợp triển khai công tác hậu cần để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Lãnh đạo quận đã nêu một số khó khăn về khẩu trang y tế, kinh phí hỗ trợ cho người dân tại khu vực cách ly kiểm dịch và khu vực dân cư bị khoanh vùng kiểm dịch. Việc cung ứng thực phẩm cho người dân tộc Chăm do có chế độ ăn uống, phong tục tập quán riêng. Câu chuyện mà nói là khẩu trang y tế là nó thiếu thì nó hơi bất ngờ. Thưa các đồng chí như vậy. Mà từ khi cái đầu cái chiến dịch chống COVID-19 hôm nay là tôi chưa báo cáo là hiện nay đang mất cân đối do cái khẩu trang mà. Cho tới giờ phút này là theo tính toán là không có thiếu. Nhưng vấn đề còn lại là phân phối thì sao? Cho nó không để tình trạng là mà nói là đầy đủ khẩu trang, cung ứng đầy đủ khẩu trang nhưng mà người dân ra mua vẫn không có. Đối với chế độ chính sách đối với người trong khu cách ly, một số chính sách cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác phòng chống dịch, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết thời gian tới thành phố sẽ có những tính toán riêng cho phù hợp. Đối với những trường hợp mà khu cách ly tập trung thì chúng ta giải quyết cái chế độ. Nhưng mà đối với những khu dân cư mà cách ly, có lẽ nào ta phải giải quyết hết tất cả. Nhưng mà vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý là 80.000 một ngày. Theo đề nghị của Bộ Y tế, nhưng mà thành phố không phải là 80.000, cho nên là sẽ báo cáo Hội đồng Nhân dân xin cái mức cụ thể hơn cái quy định của Bộ Y tế. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận huyện cần vững vàng với tinh thần chống dịch như chống giặc, tiếp tục tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện công tác phòng chống dịch hiệu quả. Thưa quý vị, chiều 21 tháng 3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn. Chủ trì buổi giao ban có các đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố. Tham gia cuộc họp có đại diện lãnh đạo một số sở ngành, quận huyện trên địa bàn. Sau khi nghe báo cáo, đề xuất từ các đơn vị, Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố có một số chỉ đạo. 1. Đề nghị quân khu 7 hỗ trợ thành phố 10.000 giường phục vụ công tác cách ly từ ngày 26 tháng 3. Đồng thời, Sở Y tế và Sở Du lịch thành phố tìm kiếm các khách sạn hỗ trợ thêm khoảng 5.000 giường phục vụ công tác cách ly trong phòng chống dịch bệnh. Hoan nghênh quận 2 và quận 4 đã làm quyết liệt và nhanh chóng xử lý dịch tễ, cũng như điều tra người tiếp xúc liên quan đến các trường hợp mắc dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong đó, những trường hợp người nước ngoài cần sự hỗ trợ từ Sở Ngoại vụ vào cuộc đã giải quyết xong, cho thấy sự phối hợp rất tốt. Riêng về trường hợp, nhiều người đã tới vui chơi giải trí tại quán bar ở Thảo Điền, quận 2, nơi một trường hợp mắc COVID-19 đã tới đó. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cần phối hợp với quận 2 để triển khai gấp tìm kiếm những người từng đến quán bar để kiểm tra sức khỏe và có các phương án phòng dịch. 3. Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Báo chí thành phố đã làm tốt vai trò đầu mối cung cấp thông tin trong những cuộc họp phòng chống dịch bệnh vừa qua, truyền tải được các chỉ đạo của lãnh đạo thành phố tới báo chí, các cơ quan, ban ngành và người dân thành phố. Thành phố thống nhất và đánh giá cao ý kiến của Sở Thông tin Truyền thông về việc sử dụng dây, các rào chắn thông thường và có kiểm soát khi thực hiện cách ly khu dân cư. 4. Về việc thông tin đối với các khách sạn chấp nhận đón các trường hợp cách ly có thu phí như Sở Thông tin Truyền thông đề xuất, Sở Y tế, Sở Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông trao đổi và thống nhất trong cung cấp thông tin và những chi phí liên quan. Đồng thời, Sở Y tế, Sở Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ cần bàn bạc quy trình triển khai cách ly đối với người nước ngoài để thông tin tới các tổng lãnh sự quán. 5. Bộ Tư lệnh thành phố cần quan tâm việc thuê các công ty dịch vụ phục vụ công tác hậu cần, vệ sinh tại các khu vực cách ly để đảm bảo lực lượng tập trung phòng chống dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều đơn vị với điều kiện cơ sở vật chất sẵn có đã sẵn sàng đóng góp cho công tác phòng chống dịch, như việc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã nhường khu ký túc xá quy mô 40.000 giường để làm khu cách ly tập trung của thành phố. Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nằm tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, được đánh giá có nhiều điều kiện thuận lợi như hàng rào biệt lập với khu dân cư, trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo, không gian thông thoáng, giao thông thuận lợi. Cái sự chia sẻ này là hết sức cần thiết và phải làm. Trách nhiệm của các đơn vị từ trung ương tới địa phương, đóng trên địa bàn thành phố hay bất kỳ nơi nào.
Để hỗ trợ cho những trường hợp sinh viên khó khăn về chỗ ở, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét bố trí cho những trường hợp đặc biệt được ở lại khu ký túc xá, nhưng tại khu vực riêng, cách biệt với khu vực cách ly. Với cái cơ sở vật chất là khá là tốt về chỗ ở cho sinh viên có sẵn, thì Đại học Quốc gia đã sử dụng cái trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh và cái khu ký túc xá cho sinh viên để hỗ trợ cho bà con. Trước mắt nơi đây đã bàn giao một phần với quy mô 3.000 giường cho thành phố. Nơi đây đang tiếp nhận cách ly gần 1.300 người. Thưa quý vị, hàng không là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, nên chính quyền nhiều nước trên thế giới đã có những hành động khá nhanh để giải cứu khi ngành này thuộc phải cắt giảm công suất hoạt động cả trong nước lẫn quốc tế vì dịch bệnh. Theo tính toán của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, số tiền mà các chính phủ trên thế giới cần hỗ trợ cho ngành hàng không có thể lên tới trên 200 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ủng hộ 100% các hãng hàng không đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 vì những thiệt hại kinh doanh lần này không phải là lỗi của họ. Theo đó, các hãng hàng không Mỹ sẽ được khoản hỗ trợ 50 tỷ đô la Mỹ, gồm tiền trợ cấp và các khoản vay ưu đãi. Riêng hãng sản xuất máy bay hàng đầu thế giới là Boeing cũng được hỗ trợ gói trị giá 50 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc, nơi điểm nóng về dịch đầu tiên trên thế giới, chính phủ nước này đã thực hiện trợ giá cho các hãng hàng không ngay từ đầu tháng 3. Điều này đồng nghĩa với một chuyến bay thẳng bằng máy bay thân trọng từ Bắc Kinh tới Singapore. Các hãng bay sẽ nhận khoản trợ giá gần 60.000 nhân dân tệ, tương đương gần 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, những hãng hàng không thực hiện những chuyến bay khẩn cấp, mức hỗ trợ sẽ còn cao hơn để doanh nghiệp bù đắp chi phí. Tại các quốc gia khác như Thái Lan, ngay từ khi dịch bệnh lây lan, chính phủ nước này đã ngay lập tức giảm 96% thuế môi trường đối với nhiên liệu trong 7 tháng, từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 30 tháng 9 cho các đường bay nội địa. Đồng thời xét duyệt giảm 20-50% phí bay qua bầu trời, giảm 50% phí cất hạ cánh, sân đổ, cũng như giảm 30% phí sân bay cho khách hàng không nước này. Chính phủ Singapore cũng đã đưa ra gói hỗ trợ lên đến 4 tỷ đô la Singapore, khoảng 2,8 tỷ đô la Mỹ. Riêng sân bay Changi cũng được hưởng mức giảm 15% thuế bất động sản. Tại châu Âu, các bộ trưởng giao thông vận tải EU đang nhóm họp để thảo luận chi tiết về những gói hỗ trợ sau lời kêu gọi của giới hàng không trong khối. Hai nước Đan Mạch và Thụy Điển đã công bố biện pháp hỗ trợ cụ thể là khoản đảm bảo vay ưu đãi trị giá 300 triệu đô la Mỹ cho hãng hàng không chung khu vực Bắc Âu, SAS. Chính quyền Australia mới đây cũng cho biết họ sẽ hoàn tiền và miễn nhiều khoản phí có tổng trị giá 430 triệu đô la Mỹ cho các hãng hàng không nước này. Còn tại Việt Nam, Cục Hàng không cũng đã nhanh chóng tích cực đề xuất các giải pháp giải cứu hãng bay. Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ ngành đưa ra các giải pháp hỗ trợ. Nhiều chuyến bay cắt hủy, hành khách thưa thớt, có những chặng gần như lái máy bay rỗng. Đó là thực tế mà các hãng hàng không đang phải đối mặt. Đây cũng là một cái mà mình cũng thể đánh giá là nó ảnh hưởng đến, có thể nhìn thấy rất là rõ ở các động mạnh của các ngành du lịch. Ví dụ hàng không. Thế hiện nay là giá vé máy bay chúng tôi buộc phải giảm rất là sâu để tiếp tục duy trì thị trường. Tuy nhiên là riêng cái phần phí ở sân bay cũng đã chiếm cái tỷ lệ rất là lớn. Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng việc miễn giảm một số loại thuế, giá dịch vụ để giúp các doanh nghiệp hàng không. Cụ thể, đề nghị chính phủ giao Bộ Tài chính xem xét miễn thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong thời hạn 3 tháng. Kiến nghị cho phép điều chỉnh dự toán nộp ngân sách nhà nước năm 2020 của Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam và các cảng vụ hàng không. Ngay sau khi Thành phố Hồ Chí Minh triển khai trưng dụng các khách sạn resort làm nơi cách ly dịch có thu phí, nhiều người nằm trong diện cách ly bắt buộc đã liên hệ để được chuyển vào đây. Danh sách các khách sạn xin trở thành điểm đón khách cách ly dịch cũng ngày càng dài ra. Tổng cục Du lịch cho biết, tính đến ngày 21 tháng 3, cả nước có hơn 140 khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú đăng ký làm điểm đón người cách ly, gồm cách ly theo hình thức có trả phí hoặc cho mượn cơ sở lưu trú làm khu cách ly tập trung.
đã hơn 2 tháng qua, Việt Nam căng mình chống dịch COVID-19. Trong cuộc chiến đó, tuổi trẻ không quản ngại khó khăn, xông pha tuyến đầu từ vận động tuyên truyền, phát khẩu trang miễn phí, làm việc, chữa trị bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2, đến cả tinh thần lạc quan hừng hực ở nơi cách ly y tế. Với khí thế nơi nào khó có thanh niên, các bạn đã góp phần thể hiện phẩm giá Việt Nam với thế giới. Báo Sài Gòn Giải Phóng số ra sáng nay đăng phóng sự ảnh về sức trẻ trên mặt trận này. Thay vì hoạt động ở văn phòng, trụ sở, ngày càng có nhiều doanh nghiệp thông báo chuyển sang làm việc trực tuyến online hoặc khuyến khích nhân viên làm việc tại nhà nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc. Đây là một trong những giải pháp nhằm thích ứng, ứng phó với dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Trên báo Người Lao Động, các chuyên gia cho rằng làm việc từ xa sẽ là thách thức với những doanh nghiệp nhỏ, chưa có nhân sự chuyên về công nghệ hoặc chưa ứng dụng công nghệ. Làm việc từ xa trên nền tảng công nghệ cũng đòi hỏi đội ngũ nhân sự phải nhanh nhạy, đáp ứng được yêu cầu từ công nghệ. Các chuyên gia Người Lao Động cho rằng để làm việc từ xa hiệu quả và an toàn, vấn đề bảo mật thông tin và sự tự chủ của nhân viên là những yếu tố quyết định. Công ty bảo mật Kaspersky đề xuất một số cách để giảm rủi ro an ninh mạng liên quan đến làm việc tại nhà, trong đó việc cung cấp VPN mạng riêng ảo để nhân viên kết nối an toàn với mạng công ty là bắt buộc. Tất cả các thiết bị của công ty, gồm điện thoại di động và máy tính xách tay, cần được bảo vệ bằng phần mềm bảo mật thích hợp, bao gồm cả thiết bị di động. Ví dụ, cho phép xóa dữ liệu khỏi các thiết bị được báo cáo bị mất hoặc bị đánh cắp, tách biệt dữ liệu cá nhân và công việc cùng với việc hạn chế ứng dụng có thể được cài đặt. Trong thời gian học sinh trên cả nước nghỉ học kéo dài để phòng chống dịch COVID-19, nhiều địa phương đã triển khai dạy học qua Internet trên truyền hình. Dẫu đây chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng theo đánh giá của giáo viên, phụ huynh, học sinh, phương pháp dạy học này hoàn toàn hợp lý trong thời điểm hiện nay, giúp học sinh củng cố kiến thức, sẵn sàng tâm thế khi quay trở lại trường học. Đến thời điểm này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng đã phối hợp với đài truyền hình địa phương xây dựng tổ chức phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình. Các bài giảng trên truyền hình chủ yếu dành cho học sinh cuối cấp lớp 9 và lớp 12. Theo thống kê trên trang Worldometers, tính đến 5 giờ sáng nay, ngày 22 tháng 3, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn thế giới là 305.179 người, số ca tử vong là 12.988 người. Bên cạnh đó, cũng có 94.677 ca bình phục. Châu Âu với tâm điểm Italia đã tiếp tục trải qua 24 giờ căng thẳng đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khi ghi nhận tới gần 700 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên hơn 4.000 ca, trở thành nước có số ca tử vong cao nhất thế giới. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong do virus SARS-CoV-2 tại Tây Ban Nha, Anh cũng tăng mạnh trong ngày hôm qua. Tính đến tối hôm qua, theo giờ Việt Nam, thống đốc Andrew Cuomo thông báo đã có 10.356 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được ghi nhận trên toàn bang New York của Mỹ. Ông cũng cho biết càng tiến hành nhiều xét nghiệm thì càng tìm ra nhiều ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, chính quyền bang này cũng đã gửi 1 triệu khẩu trang N95 đến thành phố New York nhằm giải quyết tình trạng thiếu khẩu trang tại đây. Ai Cập cũng đã thông báo đóng cửa toàn bộ các nhà thờ trong vòng 2 tuần để ngăn chặn dịch bệnh. Việc cầu nguyện theo nhóm cũng đã được yêu cầu dừng lại sau khi chính quyền đưa ra khuyến cáo về nguy cơ lây nhiễm lớn của việc tụ tập đông người. Bộ Y tế Angola cũng đã xác nhận 2 ca nhiễm bệnh COVID-19 đầu tiên tại nước này. Hai người này được xác định đã đi qua Lisbon, Bồ Đào Nha trước khi vào Angola bằng đường hàng không. Tất cả các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Pakistan sẽ bị đình chỉ từ nay cho đến ngày 4 tháng 4. Theo nhà chức trách, biện pháp này được áp dụng với tất cả các chuyến bay chở khách, chuyến bay thuê bao và chuyến bay riêng. Lực lượng không quân Pháp đang tiến hành vận chuyển bớt các bệnh nhân nhiễm COVID-19 sang phía Tây nước này để giảm áp lực cho các bệnh viện quá tải ở phía Đông. Cụ thể, các bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch sẽ được đưa từ thành phố Milus, miền Đông nước Pháp, đến vùng Aquitaine ở phía Tây, sau khi số bệnh nhân COVID-19 ở Milus tăng đột biến kể từ đầu tháng 3. Nhật Bản và Australia ngày 21 tháng 3 đều đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 vượt quá 1.000, nâng tổng số quốc gia có hơn 1.000 người nhiễm dịch bệnh nguy hiểm này trên thế giới lên đến 20 nước. Bộ Y tế Nhật Bản ngày 21 tháng 3 thông báo số ca mắc COVID-19 ở nước này đã tăng lên 1.016 người, trong đó có 43 ca tử vong.
Cùng ngày, Australia ghi nhận 1.051 người dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 83 ca nhiễm mới tại bang New South Wales. Đây cũng là mức cao nhất về số ca phát hiện nhiễm bệnh trong một ngày tại nước này. Như vậy, số nước có số ca mắc COVID-19 vượt ngưỡng 1.000 đã lên tới 20 quốc gia, chủ yếu là tại châu Âu. Tại Đông Nam Á, Philippines đã ghi nhận ca tử vong thứ 19 liên quan đến virus SARS-CoV-2, trong khi tổng số ca nhiễm ở nước này đã tăng thêm 32 ca, lên thành 262 người. Chính phủ Philippines đã phải thực hiện cách ly tại nhà một cách nghiêm ngặt đối với hơn một nửa dân số nước này để hạn chế dịch lây lan. Trong khi đó, Singapore đã ghi nhận 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 tử vong đầu tiên, còn Thái Lan đã ra lệnh tạm thời đóng cửa biên giới từ hôm nay 22 tháng 3. Các quan chức thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết cuộc chạy đua phát triển vaccine ngừa virus corona chủng mới đã đạt được tiến bộ đáng kể. Có ít nhất 20 loại đang được phát triển. Theo WHO, một số loại vaccine đã được đưa vào thử nghiệm lâm sàng, thử nghiệm trên người trong thời gian kỷ lục, chỉ 60 ngày sau khi bắt tay nghiên cứu phát triển. Dù vậy, các quan chức WHO thận trọng khuyến cáo vẫn còn một thời gian rất dài nữa trước khi các loại vaccine này có thể sẵn sàng đưa vào sử dụng. Các nhà khoa học hàng đầu cho biết phải cần tới 18 tháng để tiến hành những thử nghiệm lâm sàng và xin các giấy phép về chuẩn độ an toàn để một loại vaccine khả dụng có thể được lưu thông trên thị trường. Thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát dịch COVID-19 hồi trung tuần tháng 12 năm ngoái tại Trung Quốc, đang là nơi đặt một phòng thí nghiệm lưu động, được đánh giá là đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xét nghiệm nhanh cũng như phát triển vaccine trong công cuộc dập dịch COVID-19. Điều này cũng có ý nghĩa lớn khi Trung Quốc đang bước vào một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh nguy hiểm này, khi các ca nhiễm mới đều là các trường hợp từ bên ngoài. Phòng thí nghiệm lưu động này đi vào hoạt động từ cuối tháng 1 vừa qua với nhiệm vụ chính là xét nghiệm axit nucleic. Trung bình mỗi ngày, phòng thí nghiệm nhận được 500 mẫu, với cao điểm có ngày lên tới gần 700 mẫu. Theo giới chức y tế Trung Quốc, việc xét nghiệm axit nucleic đóng vai trò rất quan trọng trong giai đoạn đầu nhiễm virus SARS-CoV-2, đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và xác nhận các trường hợp nhiễm, cũng như điều trị bệnh nhân kịp thời. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đang có xu hướng chững lại trong nhiều tuần. Đặc biệt, ngày 21 tháng 3 đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp không có thêm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tỷ lệ tử vong cũng giảm đáng kể với chỉ 7 ca tử vong trong ngày hôm qua và đều tại tỉnh Hồ Bắc. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc đang phải đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát nhằm ứng phó với các ca nhiễm từ bên ngoài, với 41 ca trong ngày hôm qua, mức cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số thuộc diện này lên 269 ca. Trong khi đó, cuộc sống của người dân tại tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch tại Trung Quốc cũng dần quay trở lại bình thường, với nhiều dự án giao thông trọng điểm được nối lại, các doanh nghiệp cũng bắt đầu sản xuất trở lại. Các đối tác đối thoại của ASEAN cam kết sẽ ký hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực vào cuối năm nay theo kế hoạch, mặc dù sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID khiến hầu hết các hội nghị trực tiếp quan trọng dự kiến đều diễn ra vào đầu năm nay phải hoãn lại. Đại diện của Thái Lan cho biết Bộ Thương mại nước này đã điều chỉnh kế hoạch đàm phán thương mại trong mùa dịch COVID-19 thông qua các hội nghị video trực tuyến để đàm phán với các đối tác đối thoại, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. Hội nghị Ủy ban đàm phán thương mại RCEP lần thứ 29 vốn dự kiến được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 3 tại Jakarta, Indonesia, cũng sẽ được chuyển sang hình thức hội nghị video trực tuyến. Thái Lan và các đối tác đối thoại đang thúc đẩy việc xem xét các văn bản pháp lý và các vấn đề khác liên quan theo kế hoạch làm việc đã được đưa ra, chuẩn bị cho văn bản cuối cùng để các nước thành viên RCEP đặt bút ký. RCEP là một hiệp định thương mại tự do được đề xuất giữa 10 nước thành viên ASEAN và 6 nước đối tác đối thoại, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand. Ngày 21 tháng 3, Tổng thống Slovakia đã bổ nhiệm ông Igor Matovič làm thủ tướng nước này để lãnh đạo một liên minh chính phủ mới sau cuộc bầu cử hồi tháng 2 vừa qua. Sự chuyển giao chính phủ diễn ra trong bối cảnh quốc gia Trung Âu 5,5 triệu dân này đang phải gồng mình chống dịch bệnh COVID-19, khiến liên minh bốn đảng của ông Matovič phải nhất trí nhanh chóng thành lập một nội các. Thủ tướng Matovič khẳng định Slovakia đang đứng trước bước ngoặt và mối quan tâm lớn nhất hiện nay là giải quyết cuộc khủng hoảng dịch COVID-19. Ông nêu rõ chính phủ mới sẽ không ngay lập tức thay đổi nhân sự tại các bộ. Thủ tướng Matovič thuộc đảng trung hữu Olano đối lập vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 29 tháng 2 vừa qua. Đảng này đã liên minh với ba đảng khác tạo nên thế đa số trong Quốc hội Slovakia. Một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter đã xảy ra tại vùng Tây Bắc Hy Lạp vào sáng 21 tháng 3 theo giờ địa phương, phá hủy nhiều công trình tại thành phố Paka. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.
Cơ quan theo dõi địa động lực Athens cho biết, trận động đất xảy ra khoảng 2 giờ 49 phút sáng, tâm chấn cách thành phố Baga 11 km và cách thủ đô Athens 316 km về phía tây bắc. Hiện chưa có báo cáo thương vong sau vụ động đất. Nhiều tòa nhà bỏ hoang ở thành phố 2.500 dân này bị đổ sập, trong khi một số nơi có cư dân sinh sống cũng bị thiệt hại nặng nề. Rung chấn mạnh trên toàn khu vực dẫn tới tình trạng lở đất khiến nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn. Động đất thường xảy ra ở Hy Lạp do quốc gia này nằm trên các chuỗi đất gãy chính. Năm 1999, một trận động đất có cường độ 5,9 độ Richter đã khiến 143 người thiệt mạng ở thủ đô Athens và vùng tây bắc thủ đô. Trở lại các tin tức trong nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, mặc dù phải điều chỉnh nhiều nội dung chương trình, song Dỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 vẫn đảm bảo tổ chức trang nghiêm, thành kính, an toàn, tiết kiệm với 3 hoạt động lễ chính. Tỉnh cũng cam kết sẽ triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Theo kế hoạch mới điều chỉnh, 3 hoạt động lễ chính gồm lễ Dỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, lễ dân hương Tổ mẫu Âu Cơ, được tổ chức vào ngày 29 tháng 3 năm 2020, tức mùng 6 tháng 3 âm lịch. Lễ dân hương Dỗ Tổ Hùng Vương bắt đầu lúc 9 giờ ngày 2 tháng 4 năm 2020, tức mùng 10 tháng 3 âm lịch. Các hoạt động phần lễ chỉ tổ chức các nghi thức dân hương, không tổ chức phần tế, hạn chế các thành phần dự và triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tùy từng điều kiện, các địa phương trong tỉnh có thể tổ chức các đoàn dân hương tưởng niệm các vua hùng, song phải đảm bảo an toàn về công tác phòng chống dịch. Hỗ trợ người dân nơi bị xâm nhập mặn, hạn hán, thiếu nước sinh hoạt, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã tặng nước uống tinh khiết cho nhân dân xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Tại đây, đoàn đã tặng hơn 200 bình loại 20 lít nước uống tinh khiết cho hơn 100 hộ dân trên địa bàn xã Tân Phong. Đây là xã bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của nạn ngập mặn. Đoàn cũng đã phát tặng khẩu trang y tế, nước sát khuẩn để tuyên truyền cho bà con nhân dân nâng cao ý thức về phòng chống dịch COVID-19, những kiến thức pháp luật về biển nói chung và về luật cảnh sát biển Việt Nam nói riêng. Đây là nội dung nằm trong mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân được lực lượng cảnh sát biển triển khai sâu rộng trong thời gian qua. Tỉnh Đồng Nai đã thống nhất về quy mô, địa điểm thực hiện dự án nhà máy thủy điện Trị An mở rộng tại xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu. Dự án có diện tích 24,4 hectare, tổng mức đầu tư dưới 5.000 tỷ đồng. Nhà máy thủy điện Trị An được xây dựng năm 1984 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, có 4 tổ máy với công suất 400 MW. Đây là công trình thủy điện nằm ở bậc thang thấp nhất trên hệ thống sông Đồng Nai, vừa giúp điều tiết nguồn nước, đẩy mặn cho vùng hạ du, đồng thời đóng góp lớn cho lưới điện quốc gia. Dự án Thủy điện Trị An mở rộng sẽ nâng công suất thêm 200 MW và dự kiến phát điện vào năm 2025, tổng công suất là 600 MW. Dịp lễ Dỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 4, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư các công trình thi công đào đường trên địa bàn thành phố, tái lập mặt đường toàn bộ các đoạn đã thi công xong trước ngày 1 tháng 4. Riêng những công trình thi công có rào chắn chiếm dụng mặt đường đang khai thác được phép tồn tại hàng rào công trường, nhưng phải thu dọn rào chắn công trường, làm vệ sinh khu vực thi công. Cũng theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, nhiều tuyến đường tại thành phố chuẩn bị tổ chức lại giao thông để phục vụ thi công các công trình, cũng như hạn chế nguy cơ tai nạn, kẹt xe. Từ ngày 28 tháng 3 sẽ cấm các loại xe tải có khối lượng trên 5 tấn lưu thông trên quốc lộ 50, đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường vào khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, huyện Bình Chánh, từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ mỗi ngày. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau, cũng trong khung giờ từ 6 giờ cho đến 6 giờ 30 phút trên kênh HTV9. Xin kính chào tạm biệt.